Mình là Thảo My. Còn mình là Thanh Bình. Chúng mình đều là học sinh của lớp 61 trường trung học cơ sở Tân Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trải qua hơn 320 năm hình thành và phát triển, vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai có một lịch sử lâu đời và mang nhiều giá trị văn hóa to lớn. Vì thế, chúng mình rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đồng Nai anh hùng. Các bạn thân mến, chiến tranh là nỗi đau thương lớn nhất của loài người. Những mất mát đau thương mà chiến tranh gây ra là không thể đo đếm được. Dân tộc Việt Nam, người Việt Nam nói chung không mong muốn chiến tranh xảy ra. Nhưng trong lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của mình, dân tộc ta đã phải đứng lên đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Đặc biệt trong giai đoạn lịch sử Hồ Chí Minh, chúng ta đã lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Hình tượng anh bộ đội cụ Hồ đã trở nên thật gần gũi, thân thương, là một biểu tượng đẹp, rất đáng tự hào của người Việt Nam. Những hy sinh, gian khổ mà họ đã trải qua trong chiến tranh, những ý chí, nghị lực, sự kiên cường, dũng cảm chiến thắng kẻ thù xâm lược của bộ đội ta là dấu ấn sâu đậm, mốc son chói lọi trong lịch sử nước nhà, và một trong số đó là Nguyễn Văn Thạch. Điều nhảy cuộc thế giới được tác trực tuyến năm 2022 với chủ đề sách và khát vọng cống hiến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Chúng mình xin trân trọng giới thiệu đến mọi người cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 của lịch sử Nguyễn Văn Thạch do nhà thơ Đặng Minh Thư sưu tầm và giới thiệu. Sách được nhà xuất bản Thanh Niên Ấn Hành xuất bản năm 2005 cùng với nhật ký Đặng Thùy Trâm. Cuốn sách này gồm 337 trang. Sau khi xuất bản, nó đã được đông đảo độc giả khắp nơi trong nước háo hức đón nhận. Cuốn sách này cùng với nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được xếp vào một trong 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu năm 2005 tại Việt Nam. Với số lượng phát hành kỷ lục và nhiều lần tái bản, tác giả của cuốn sách này là một người con của Hà Nội. Chúng ta hãy lắng nghe lời tâm sự của Thủ tướng Phan Văn Khải sau khi đọc xong những trang nhật ký của liệt sĩ cũng như nhiều người Việt Nam ở mọi lứa tuổi. Tôi rất xúc động khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạch. Hai con người, hai cuộc đời, hai tấm lòng biết bao đẹp đẽ, giản dị và cao cả, tràn đầy chất anh hùng, có sức truyền cảm sâu xa đến phần trong sáng của con người, như lời tâm sự, lời nhắn nhủ và cả lời thức tỉnh. Đúng vậy các bạn ạ, có thể coi những trang nhật ký chuyện đời là một cuộc trải nghiệm thực tiễn vô cùng gian khổ, nhiều hy sinh, nhưng lại tràn đầy say mê và hấp dẫn của thanh niên tri thức Hà Nội vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Ngay trên trang bìa của cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 với lần tái bản thứ 11 này là hình vẽ một người lính với chú chim bồ câu trắng trên tay và gam màu xanh chủ đạo. Ấn bản đặc biệt lần này mang khát vọng hòa bình, tình yêu và sự cống hiến cho tổ quốc thân yêu. Anh học giỏi cả văn và toán và là sinh viên xuất sắc của khoa toán cơ, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh được ban tuyển sinh xếp vào diện đi đào tạo tại Liên Xô, nhưng đó cũng là lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn mới. Chiến trường miền Nam ngày càng gay go, ác liệt. Anh cũng như hàng ngàn sinh viên khác, tạm xếp bút nghiên cởi áo sinh viên, khoác lên mình áo lính, không có sự lựa chọn nào khác khi tổ quốc lâm nguy. Đó là ngày 6 tháng 9 năm 1971, anh lên đường nhập ngũ. Sau 28 ngày nhập ngũ, anh đã ghi những dòng nhật ký đầu tiên. Từ đầu nhật ký, theo bước chân anh lính binh nhì dày lên trong chặng đường hành quân của mình, cho đến cuối tháng 5 năm 1972, nghĩa là sau gần 7 tháng trời, vừa huấn luyện, vừa hành quân vào mặt trận. Mặc dù phải đi xa, đeo nặng, nhưng tranh thủ lúc nghỉ, ngày nghỉ, anh đã viết được 240 trang sổ tay. Anh đã ghi chép rất kỹ lưỡng những điều mắt thấy, tai nghe. Anh trải lòng mình qua những chân thật hồn nhiên, tinh tế, những rung động trước, những vùng đất anh qua, những con người anh gặp. Có rất nhiều chuyện vui nhưng cũng có cả chuyện buồn. Quan niệm của anh là không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mát nhiều nhưng cố gắng luôn hun cháy lòng mình, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta còn bắt gặp ở đó một tình yêu đôi lứa của chàng trai Hà Nội, một tình yêu lý tưởng tiêu biểu cho thanh niên thời ấy. Cứ mỗi lần hành quân qua đây, lòng tôi lại nhớ em da diết màu tím hoa mua. Chẳng phải chưa hề biết đến, nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa. Có lẽ đó là sức mạnh, là niềm tin,
làm cho anh cảm thấy lạc quan trên đường hành quân vất vả hay giữa sự khốc liệt của chiến trường. Đêm chẳng bình yên mà yên lành thế, quả bom lạnh lùng chúi theo dấu chân. Đường rất thơ là đường hành quân, bởi có em đường thành trễ lại. Đường đánh giặc chẳng bao giờ dừng lại, đến nơi nào anh cũng thấy em. Tình yêu ấy vượt thời gian và không gian, chiến lên trong tình cảm thương nhớ, mong ngóng, đợi chờ, hy vọng của hai người. Một điều khiến ta không khỏi kinh ngạc là trong một số lá thư viết năm 1971 gửi cô bạn gái thân thiết của mình, anh đã dự cảm được ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh hẹn gặp lại chị và sẽ trả lời chính xác câu hạnh phúc là gì. Lời hẹn tiên tri ấy của anh đã nên một chút trầm lắng trong lòng người con gái anh yêu, trong lòng những người cùng thế hệ, và động lại một niềm bi tráng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã qua, nhưng anh và bao đồng đội của anh đã không có mặt trong ngày chiến thắng của dân tộc. Anh đã ngã xuống trong một trận đánh ác liệt bên thành cổ Quảng Trị, khi mà tuổi đời còn chưa đầy 20 và 10 tháng tuổi quân, mới biết bao dự định còn dang dở. Viết về mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở thành cổ Quảng Trị, đồng chí Lê Duẩn đã tôn vinh: chúng ta đã chịu đựng, không phải chúng ta là gan thép, vì gan thép cũng chảy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là những con người thật sự, những con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc, trước thời đại. Những dòng nhật ký ấy đã cho ta thấy được một tâm hồn dũng cảm trước thiên nhiên tha thiết yêu quê hương đất nước. Những dòng văn điệp lấp lánh như làm sáng bừng lên ý chí và nghị lực của chàng trai Hà Nội, sáng bừng lên lý tưởng của cả một thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc thân yêu. Chính vì yêu tha thiết quê hương đất nước, chàng thanh niên ấy đã xây đắp cho mình một ý chí, nghị lực sống và chiến đấu hết mình cho Tổ quốc thân yêu. Lập từng trang sách, mọi người sẽ gặp một cuộc đời, một tâm hồn thật đẹp. Bởi ở đó ta không chỉ cảm nhận, khám phá được nhiều điều thú vị về cuộc sống và xã hội miền Bắc nước ta những năm 1966 đến năm 1972, và còn hiểu được đời sống, tâm tư tình cảm của thế hệ thanh niên chiến sĩ thời ấy đến với mãi mãi tuổi 20, để biết thêm một con người, một cuộc đời ở một thời mà đến được với mọi thời. Hơn thế nữa, tuổi trẻ chúng ta hôm nay được sống trong một đất nước độc lập, tự do. Nền độc lập tự do được đánh đổi bằng không ít xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, chúng ta phải biết quý trọng hơn cuộc sống mà mình đang có, và hãy đóng góp phần mình viết tiếp những dòng mới, những dòng vui tươi của dân tộc, như lời nhắn gửi mong ước của anh. Đọc xong nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, nó nung nấu, thôi thúc khát vọng công hiến cho non sông, đất nước và trong ta. Cuốn nhật ký mãi mãi tuổi 20 sẽ là một cuốn sách thật ý nghĩa. Hàng năm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, trường trung học cơ sở Tam Phước chúng em đã tổ chức nhiều hoạt động như tìm về địa chỉ đỏ, giới thiệu sách về các ngày lễ lớn như ngày thành lập Quân đội Nhân dân 22 tháng 12, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, chương trình phát thanh măng non tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, các anh hùng nhỏ tuổi, nhằm khơi gợi lòng yêu nước, tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng liệt sĩ, để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, giáo dục lý tưởng cách mạng đến học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 ở trong thư viện, trên hệ thống các nhà sách trong phạm vi toàn quốc, cũng có thể đặt mua trên các trang bán sách trực tuyến. Phần trình bày của chúng mình đến đây là kết thúc. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video giới thiệu sách lần sau.